Chào bà con, thì cử cuối mình phun gì để giúp cho lúa vô gạo, sáng hạt nặng ký mà giảm thất thoát khi thu hoạch? Thì Hiếu mời bà con cùng Hiếu tìm hiểu trong video này. Và kênh của Hiếu là kênh chia sẻ về kiến thức cũng như kỹ thuật nông nghiệp, và cũng là nơi cung cấp thuốc bảo vệ thực vật dành cho quý bà con. Hiện tại thì mình đa số là bán lúa tươi, và lái thường là cho ngày cắt là nó trễ hơn so với cái ngày mà giống nó cho phép đó, trễ hơn từ 1-2 ngày, thậm chí là 4-5 ngày. Và khi đó những cái bông lúa mà nó chỗ sớm thì nó chín rụng quá, thì khi mình thu hoạch nó sẽ bị rớt. Và trong video này Hiếu sẽ chia sẻ cho bà con cái bộ sản phẩm giúp cho vô gạo, sáng hạt, nặng ký nha. Và đặc biệt thì nó không gây cháy lá đồng. Sản phẩm đầu tiên đó là cái K300 của công ty Ba Con Cò. Đây là cái dòng mà kali hữu cơ phức hợp và được chiết xuất từ công biển. Khi bà con phun thì nó sẽ không gây cháy lá đồng đó. Và bà con phối cho Hiếu thêm cái gói Calibor này nha. Calibor đó. Đây là cái dòng mà kali mà cao cấp của Ba Con Cò luôn. Đây, trong cái gói này thì nó có 2% đạm, 2% lân, 40% kali, 12% lưu huỳnh và 1,5% magie. Ngoài ra nó có thêm 18.000 ppm cái bo, và bo đó sẽ giúp cho cái cuốn hạt mình nó hạn chế thất thoát khi thu hoạch. Đó. Rồi. Cái này thì mình có thể là mình sử dụng được trên rau màu và cây ăn trái luôn. Thì bà con sử dụng là một gói cộng với 10 gói cộng với một chai là K300 mình phun cho 1 hectare. Rồi, chi phí thì nó rơi vào khoảng 220.000 cho 1 hectare. Bà con thấy chi phí đó có hợp lý hay không? Rồi, theo dõi Hiếu để mình cập nhật nhiều cái video hay và hữu ích tiếp theo ha. Rồi, cảm ơn bà con đã theo dõi video. Sản phẩm thì bên Hiếu luôn có sẵn. Nếu bà con cần thì cứ liên hệ Quỳnh Hiếu nha.